tranh ngạnh quá giờ sao? Tranh ngạnh quá. Vô. Yeah. Bây giờ không ôm chị nữa không? À bye bye. Bye bye ông bà. Ôm ông một miếng rồi phải. Thơm ông một miếng. Thơm miếng. Rồi chơi. Chơi nhỉ? Chơi với cả chị Jessica nhé. Ăn từ từ thôi. Bon mệt lắm rồi, Bon buồn ngủ lắm rồi, cả nhà là sẽ cười như thế á. Đi đâu? Ấy. Rồi. Bon đang đi cầu treo á, cả nhà đang đi cầu khỉ qua bên kia. Cho nên là khu vui chơi dành cho trẻ em ở Phần Lan á, gọi là hốc lốt. Thì trẻ dưới 2 tuổi như em Bon thì được miễn phí. Và mọi thứ ở đây nhìn vậy nhưng mà nó rất là êm, giống như cái này nó được bọc êm lắm. Và xung quanh đều được rào cẩn thận, không có sợ té. Em Bon đi giỏi quá. Và Bon giỏi quá. Wow, đi cầu khỉ luôn. Mày ơi, nóng. Em cũng chảy mồ hôi rồi. Bây giờ chị Jessica. Ui 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 ui. Em Bon chạy theo chị. À, chắc muốn đi cầu trượt. Con đi, con xuống được không? Được không? Ôi ôi. Chị thấy chị xuống với chị mắc lại giữa chừng quá à. Đây 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 lên. Kenny. Lên đây lên đây, mẹ đưa xuống. Wow. Đi qua bên này con, đi qua bên này. Qua bên này. Rồi, hai chị em đi nha. Tiếp tiếp. Hai chị em đi vào mê cung rồi. Em Bon từ từ thôi. Chỗ nó vội lắm luôn á. Em Bon để mày. Mày dắt từ từ thôi nào. Em ơi. Không sao đâu chị, mình đi từ từ này. Tại phía dưới là có cái bệ đỡ rồi. Đi xuống chị Jessica đi. Biểu sư. Tư ta. Đây, Jessica đây rồi. Cái giữ cái này, Jessica giữ cái này khỏi đập vào em luôn á, thương quá luôn á. Ô, chân ngắn quá giờ sao? Chân ngắn quá. Vô. Yeah. Yeah. Anh Ken chờ mẹ hả? Mẹ đang xuống thôi. Ôi giời, chân ngắn quá. Mẹ giúp nào. Đây. Ba. Ôi giời, mệt quá. Vượt chướng ngại vật. Ồ, dưới kia bơi kìa. Cho các cháu xuống bơi dưới này. Chạy chạy xung quanh không dám vào giữa. Ồ, ồ, ồ. Đó chị chạy xung quanh đó chị, nó sợ vào giữa. Coi bạn gái bên cạnh thì nhảy vào chơi mà không có dám vào. Đừng có giả bộ té nữa, mệt quá Bon ơi. Nó thích chạy xung quanh. Drama quá nha Bon nha, Bon drama quá nha.
ba bạn đâu, ba bạn ơi. Bạn gái thì dạn, mà Bon thì cứ chạy xung quanh thành. Ờ, sân đi qua rồi. Ơ. Con chơi đi, con nhìn chừng chi. Ồ ồ. Jessica đang chở em Bon đi bằng mô tô. Wow. Có sắp hết tiền rồi. Con đi nữa không? À, mỗi lần đi mấy vòng xong thì phải bỏ xu tiếp. Cô Mai cho tiền xu để xe chạy tiếp. Đó. Wow, beep beep beep. Con ôm chị chưa? Không ôm chị à, ôm chị con nhìn chắc nha. Bây giờ không ôm chị nữa mà. À bye bye, bye bye ông bà, con chú em Bon đang đi chơi nè. Thật đây là bye bye với cậu chú, ui nhìn chắc lắm á. Bon à, tại này à, mua một là hàng đó. Không có đi được nha, con ở nhà nha. Tuần sau là con ông bà chơi xong, bây giờ ở nhà thôi. Ây, ây. Ở nhà, không có đi qua ông bà được. Thứ hai mẹ cho qua chơi nha. Hôm nay ở nhà, ở nhà thôi. Đó, ở nhà. Lähtee. Mennäänkö jättää äiti ja iskän tänne näin meidän sukkoon? Ủa con ông Kiki đi đâu? Con đi, con uống hết cái cao chưa? Chị uống hết luôn rồi. Bon mới đi học về nên đang ghé qua nhà ông bà nội cô chú ạ. À. Thúy thì vừa đi phát đồ ăn miễn phí về. Ngon quá. Bà nội cho kìa con. Con nói sao nhỉ? Con nói sao? Kitos. Phải cảm ơn bà chứ con. Thích thì nói, không thích thì không, thôi thôi như thế à. Nè, có cái tướng rồi nhỉ. Ngon quá. Cái này là bánh quy, bánh quy mặn dạng có ít muối chứ nó không có ngọt tất cả nhỉ. Nó không có đường đâu. Đi ăn với phô mai.
cũng không ai cay. Thơm ông miếng, thơm ông ngoài, thơm nồi miếng rồi về. Ôm ông một miếng rồi về, thơm ông miếng. Thơm miếng. À, trời. Thơm bà ngoài miếng, thơm bà nồi miếng. Rồi. Rồi.